Một nhà bất đồng chính kiến trong nước bị tấn công gây thương tích lần thứ nhì trong 2 tuần lễ liên tiếp khi ông đang thực hiện chuyến đi vận động các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Hà Nội thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển cho VOA Việt ngữ biết ông và vợ bị 4 an ninh thường phục vô cớ xông vào hành hung lúc 2 giờ chiều ngày 24 tháng 2 khi đang trên taxi tới Đại sứ quán Australia ở Hà Nội để thảo luận về tình hình nhân quyền Việt Nam. Các hình ảnh do ông Truyển cung cấp cho thấy ông bị các thương tích trên mặt. Trên đường đi từ giáo sứ Thái Hà tới Đại sứ quán Úc thì tôi bị khoảng 4 người công an mặc thường phục. Thì những người này chưa nhận dạng, thật là giờ họ có theo tôi trong những cái ngày mà tôi tới Hà Nội thì họ có bám theo. Một người nhà vô xe để cho xe taxi dừng lại và 3 người kia mở cửa ra đánh anh tài xế. Anh tài xế bỏ chạy, có 2 vợ chồng ở trong xe thôi. Thì bắt đầu họ nhà vô xe họ đánh, rồi họ lôi cho ra xe ngoài xe đánh, lôi bà xã cho ra ngoài xe đánh. Và cái xương mũi nó bị nứt kìa. Thì tôi thấy có 1-2 người cái khuôn mặt rất là đã theo dõi từ 2 ngày hôm nay. Ngoài ra đó thì tôi không có thù oán về cái người xã hội đen hay giang hồ của bất kỳ cái tỉnh nào của Việt Nam. Và người dân thường thì không dám đi trên một cái xe gắn máy không có bảng số xe, chở 3 người và không đội mũ bảo hiểm. Ông Truyển cho biết các chặng dừng chân kế tiếp tại Hà Nội bao gồm các cuộc gặp với Đại sứ quán Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ, Đức và Thụy Điển. Ông khẳng định các biện pháp sách nhiễu hành hung của nhà cầm quyền không làm chùn bước trong công cuộc vận động cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Tôi không có cái phương thức gì bảo vệ hết. Tôi chỉ là một cái nhà hoạt động. Và khi nào họ đánh đập mình, họ đàn áp mình hoặc là họ giết mình thì mình cũng phải chịu mà thôi. Chấp nhận cái dấn thân một con đường này thì mình không có cái gì mà phải e ngại cái vấn đề đó. Việt Nam muốn chứng minh cho quốc tế biết rằng họ không sợ gì vấn đề GPS cả. Họ không sợ gì cái áp lực về nhân quyền cả. Do đó, chúng tôi muốn thông báo cho đến những cái quốc gia trên thế giới rằng là khi những cái người nguyên thủ quốc gia của Việt Nam đến nước của họ để mà bàn thảo những cái vấn đề về chính trị, kinh tế hay là vấn đề về nhân quyền gì đó, thì hãy có một cái cách thức ảnh hưởng và áp lực họ để buộc họ phải tôn trọng nhân quyền. À, khi bắt tay với họ thì hãy hết sức là thận trọng, bởi vì tay họ luôn luôn là chuộng cái bạo lực đối với người dân ở trong nước. Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển cho biết trọng tâm các cuộc thảo luận với giới chức ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam lần này bao gồm: tôi sẽ đề nghị thứ nhất là phải thả tất cả những tù nhân lương tâm, ngừng ngay cái vấn đề sách nhiễu, đàn áp những cái người đấu tranh, những nhà bất đồng chính kiến, giới blogger. Và ngoài ra nữa, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thay đổi cái cách họ quản trị đất nước. Thay vì dùng côn đồ để mà điều hành đất nước thì nên tuân thủ cái pháp luật, bởi vì đó là cái đích đến của một cái đất nước văn minh tiên tiến. Về vấn đề nhân quyền, Việt Nam không thủ các cái giá trị phổ quát, mà tự nghĩ rằng những cái giá trị nhân quyền ở Việt Nam khác với quốc tế. Và chúng tôi những nhà đấu tranh thì chúng tôi phải cố gắng thúc đẩy cho nhà cầm quyền hiểu được rằng nhân quyền thì phải hiểu theo cái giá trị phổ quát. Chúng ta là đấu tranh bất bạo động, nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam thì rất thích dùng cái bạo lực để mà ngăn cản cái sự đấu tranh của những người yêu nước. Sau cuộc gặp với bà Nadia Griffiths, phó đại sứ Australia, vợ chồng ông Truyển được ông David Skowronski, bí thư thứ hai chuyên trách chính trị kinh tế của sứ quán, đưa vào bệnh viện chữa trị vết thương. Trước đó, hôm 9 tháng 2, đông đảo công an đã ập vào nhà ông Truyển ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đập phá đồ đạc, đánh đập và bắt giải ông đi với cáo buộc chiếm đoạt tài sản người khác. Ông Truyển được phóng thích 24 giờ sau khi tin tức về vụ việc này được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội. Một nhóm thân hữu về Đồng Tháp để thăm hỏi ông khi nghe tin ông gặp nạn cũng bị an ninh thường phục lẫn sắc phục tấn công và bắt giữ hôm 11 tháng 2. 3 trong số 21 người bị bắt vẫn còn bị giam để truy tố về tội danh gây rối, bao gồm bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Ông Nguyễn Bắc Truyển từng lãnh án 3 năm rưỡi tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước sau các hoạt động kêu gọi dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Vụ hành hung ông hôm 24 tháng 2 diễn ra chỉ vài ngày sau khi tổ chức ân xá quốc tế sang Hà Nội đối thoại nhân quyền. Trưởng phái đoàn ân xá quốc tế bà Isabel Arden nhấn mạnh, Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội, củng cố vai trò trong khu vực và trên thế giới. Nhưng tham vọng đó phải đi cùng với trách nhiệm tôn trọng, thăng tiến và bảo vệ nhân quyền.